Cuộc đấu giá con dấu truyền đời của các vua Nguyễn thế kỷ 19 bị hoãn lại tại Pháp sau khi chính quyền Việt Nam cho biết đang tìm kiếm các cuộc đàm phán nhằm có thể lấy lại được ấn tính bằng vàng này. Nhà đấu giá Milon của Pháp thông báo rằng phiên đấu giá ấn định vào chiều ngày 31 tháng 10 tại Paris đã được dời sang ngày 10 tháng 11, với lý do được đưa ra là vì cổ vật này nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của nhà nước Việt Nam. Giá khởi điểm cho ấn vàng có tên là Kim Bảo Tỷ là từ 2 tới 3 triệu euro. Theo mô tả của hãng đấu giá, ấn vàng cao 10,4cm, mặt ấn hình vuông và nặng 10,78kg. Hình ảnh được công bố cho thấy oai ấn đúc hình một con rồng uống khúc, đầu ngẩng cao nhìn về phía trước và trắng rồng có khắc chữ vương trong tiếng Hán, tức vua. Ấn kim bảo tỷ mà truyền thông nhà nước gọi là Hoàng đế Chi Bảo, được vua Minh Mạng, người trị vì từ năm 1820 đến 1841, cho đúc bằng vàng rồng vào năm 1823 và là bảo vật được truyền qua các đời vua Nguyễn cho tới vua Bảo Đại. Chiếc ấn này nằm trong số các tài sản vua Bảo Đại viết di chúc cho người vợ sau cùng, bà Monique Bordeaux, sau khi ông qua đời năm 97, theo Thông tấn xã Việt Nam. Một năm sau khi bà Bordeaux công dân Pháp qua đời, thì chiếc ấn được mang ra bán đấu giá ở Paris. Báo nhà nước nói hãng Melon đã đồng ý tạm hoãn đấu giá ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo trong 10 ngày để cho phép Việt Nam thương lượng mua trực tiếp.